Chào các bạn nha. Hôm nay đang có hai cái bộ điều khiển ạ. Mình đang có hai cái bộ điều khiển là cái loại này của Trung Quốc nhá, chuyên gắn cho mấy cái máy phát điện xăng hoặc máy phát điện chạy dầu, mà chúng ta sẽ có loại máy nhỏ nhỏ đấy. Chúng ta thấy cái máy Trung Quốc 5 ký, 10 ký ấy, mà nó dùng cái ổ khóa đè. Chúng ta sẽ có cái ổ khóa đè trên cái máy như thế này. Đấy. Thế thì cái bộ điều khiển này nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ có cái tác dụng là khởi động tự động máy lên. Đấy, chúng ta thấy những cái máy phát điện mà có cái ổ khóa đè này, máy phát điện nhỏ nhá, 5 ký, 10 ký của Trung Quốc ấy, hoặc là máy Nhật mà cái loại 10 ký nó cũng có cái chìa khóa mà nó không khởi động được ấy, thì anh em sẽ gắn cái bộ điều khiển này cho nó. Đây là một cái bộ điều khiển rất là nhỏ, chức năng khá là đơn giản. Nó chỉ có những cái tính năng cơ bản thôi. Mục đích chính của mình là mình sẽ kết nối nó với lại hệ thống tủ ATS và nó cũng là điều khiển giám sát được từ xa. Đó. Thế thì bây giờ ở đây mình cái bộ điều khiển này thì anh em cũng thấy rất là quen thuộc rồi. Anh em mà muốn lắp thì có thể liên hệ với bên kế toán bên mình bằng cái số điện thoại hoặc cái đường, bằng cái cách nhấn một cái đường link ở bên dưới nhé, sẽ có cái số điện thoại và các cái phương pháp liên hệ bên mình. Đây anh em sẽ xem, đây là hai cái bộ này là mình sẽ bóc ra cho anh em xem bên trong nó có cái gì nhá. Cái bộ này thì nó rẻ tiền, tuy nhiên là mình thấy là nó cũng dùng tạm được thôi, nó không phải là loại chất lượng tốt nhất, tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng. Ở đây thì mình đang có hai cái bộ này, bữa trước mình lấy về là nó bị lỗi, nên là hiện tại bây giờ trong cái thời gian mà cái lúc mà mình mở ra mình xem ấy, mình mở ra mình coi luôn, mình test cho anh em luôn ấy, thì mình sẽ mở ra như này đấy, để cho anh em thấy được nó bị hỏng cái gì nhá. Đây, bên trong ruột của nó đây, con này là bị cắm lộ điện hay gì đó anh em nhé, cắm lộ điện hay là nó bị điện 220 và nó nổ đen xì như này rồi. Con này thì chúng ta chỉ có giục đi thôi, không làm gì được nha anh em nhé. Đấy, đây là một cái bo mạch này. Thì giới thiệu sơ cho anh em một chút là cái tính năng của nó, thì nó sẽ có cái đầu vào ở đây. Đầu vào ở đây là có B cộng B trừ, nút dùng khẩn cấp, cái nút fill là cái đầu ra để cấp mở dầu nhé, đầu ra mở dầu. Chân start output là chân đè, chân remote. Remote start là cái chân nhận vào tín hiệu từ ATS điều khiển đúng nhé. Đấy, chúng ta sẽ có chân này, chân báo sạc, chân báo cái áp lực của nhớt và chân báo cái quá nhiệt độ nhé. Có thể chúng ta sẽ kết nối đường input thì của nó, cái đường đầu vào của nó thì nó sẽ có cái đường gì ạ? Đây là hai cái chân điện lưới nhé, 220 vào đây, 220 vào đây. Output 1, output 2, output 3. Những cái chân này chúng ta có thể là tùy chọn nhé. Chúng ta sẽ có cái chân chính là chân đề và chân cấp dầu. Đấy, chân output này chúng ta có thể tùy chọn cái tính năng của nó. Bộ điều khiển này khá là đơn giản và chúng ta có thể sử dụng một cách linh động. Tuy nhiên cái con này thì nó đang bị, hình như nó bị sông điện 380 hoặc là nó bị cái gì đó, nó bị nổ tung cái con này rồi. Đây là khả năng là do bị nhầm. Chúng ta thấy cái đường này vào là nó bị sông một cái điện gì đấy vào. Có thể là anh em đấu nhầm hoặc là điện bị cấp nhầm gì đấy. Chúng ta xem cái chân này là cái đường output, đây đường output, đây đường ra. Cái đường ra này là anh em đang đấu cái gì vào đây là nó bị phi điện 220 và nó mới nổ như này nhé. Đây là cái trường hợp bị nhầm lẫn. Đây, đây là một cái bộ điều khiển. Bộ điều khiển này cũng rất là rẻ tiền. Mình mở cái bộ thứ hai cho anh em xem này. Con này thì nó có một cái chân có thể kết nối với lại máy tính này nhé. Cái này là máy tính, bộ điều khiển rất nhỏ này nhưng mà mình có thể đấu với máy tính để mình điều khiển được. Hôm nào mình sẽ hướng dẫn anh em cách đấu nối cái bộ điều khiển này trên cái máy phát điện, hướng dẫn điều khiển trên cái máy phát điện của mình với điện 10 ký. Bữa nay thì do tình hình này là mình không xuống xưởng được nên là mình mới quay ở trên chỗ văn phòng mình nhé. Đấy, đây mình mổ nguồn này ra, con này có bị cháy một cái gì đó, chủ yếu cháy phần nguồn. Đây, con này có bị nổ, đây mình hiểu rồi, con này là đang bị quá tải nhé, quá tải hoặc chập đầu ra. Thì con diode này là con diode xuất tín hiệu ra này, anh em thấy toàn là đầu ra thôi. Có thể là anh em không lắp qua dây le trung gian, là lắp qua dây le trung gian thì nó sẽ bị quá dòng nhé. Cái đầu ra của nó nhá, ví dụ như cái đường ra mà cái đường output star này, fuse này, mình phải dùng qua dây le trung gian nhé, chứ chúng ta không phải đưa cái đóng thẳng cái con chuột được, vì cái con dây le này nó chỉ có dòng của nó khoảng 5 ampe thôi, và nó được đưa ra, trước khi nó đưa ra là nó qua mấy cái con diode như thế này, nó sẽ qua con diode này để nó cấp nguồn đầu ra để cách ly. Và khi mà chúng ta quá dòng là diode nó bị bay luôn. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó bay con diode này lên. Đây, bay diode này.
Thì cái loại này ấy, thì là nó cũng sử dụng toàn bộ là kỹ thuật số hết, nó dùng ICV điều khiển. Em thấy một con ICV điều khiển ở đây và nó kết nối với máy tính đấy, nó sẽ kết nối với máy tính để điều khiển, và chúng ta có thể lấy nguồn ngay nguồn này để sạc nhá. Nó cũng có cái hệ thống nguồn nhá, anh em thấy là có nguồn này, cái nguồn của nó ở đây rất là nhỏ luôn, cái nguồn này rất là bé, nó sẽ cung cấp cái nguồn để nuôi cho cái bo điều khiển này. Nó hạ từ cái nguồn cái đầu vào là chân 1 và chân 2 này, chân 1 và 2 nó vào thì nó sẽ qua cái hệ thống nguồn ở đây. Nguồn này là nguồn xung nhá, nguồn này là nguồn dao động, nguồn xung nó thì nó có thể là ổn áp, vừa giảm áp vừa tăng áp được luôn đấy. Thế thì khi mà điện áp mà cao, vì điện áp mà cao quá, ví dụ như là cái con này là nó chỉ ở cái đấy, con dơ len nó sử dụng cỡ đâu khoảng 5 hay là 10 V gì đấy. Để mình xem con dơ len này là nó sử dụng, con dơ len này là sử dụng nguồn 5 V thì phải. Đấy, con dơ len này sử dụng 5 V. Thế thì cái đầu vào của nó là 12 V hoặc là 24 V nó đều dùng được hết nhá. Thì cái nguồn này xung ấy thì là nguồn giải rộng, chính vì thế mà nó có thể sử dụng được luôn cái điện áp thấp, điện áp cao dùng được hết luôn, cũng khá là ok. Phần lớn cái diện tích để chiếm cái diện tích của cái mạch này chủ yếu là dơ le. Thì đây mình sẽ thấy có ba cái đường output đúng không? Một đường fill và một đường star. Thì nó cấp đều điều khiển bằng tiếp điểm của dơ le. Một con IC duy nhất như này, rất là thông minh đúng không? Chúng ta nhìn bằng con IC điện thoại thôi. Bên này có thạch anh dao động và toàn bộ bên linh kiện bên này phủ hết bằng các cái linh kiện và đèn LED báo. Thiết kế rất là gọn nhỏ luôn. Cái này là bộ điều khiển Li-Si-Xe 701 nhé. Li-Si-Xe 701. Theo cái của mình thì cái này cũng sử dụng, cũng gọi là sử dụng được. Tuy nhiên thì là chúng ta phải chú ý nhé, như con máy này chúng ta phải lắp thêm dơ le để khuếch đại công suất lên, chứ chúng ta mà xài thẳng là dơ le này là nó cháy toi luôn. Đây hiện tượng đây, hai con này đang bị quá công suất và cháy mất diode và mình không còn sử dụng được nhé. Bây giờ chúng ta chỉ còn mấy con dơ le này thôi, và gần như cái bộ này thì hỏng thì chúng ta cũng bỏ đi thôi, chúng ta không có sửa nhé, bé quá và giá thành của nó quá thấp nên là mình không bỏ công sửa. Ok, đây là những cái bộ điều khiển siêu nhỏ để gắn cho cái máy phát điện xăng hoặc là những máy phát điện chạy dầu 50kg. Nó không được thiết kế hệ thống ATS thì chúng ta sẽ lắp thêm cái này vào để chúng ta sẽ điều khiển mạch ATS. Vậy thì đây là một cái sự lựa chọn nhé. Chúng ta chú ý nhé, cái bộ này thì chúng ta sẽ gắn ở một quai mặt. Nó có hai cái thanh như này, nó sẽ có cái thanh cài đây. Đấy, nó có cái thanh cài như này để chúng ta sẽ gắn vào trước cái mặt tủ, chúng ta cắt nó giống như một cái đồng hồ thôi. Mình chỉ lắp vào cái là nó sẽ cài vào đây, thế thôi, khá là đơn giản. Ok, đây là một, mình sẽ kết thúc cái video này. Nó cũng sẽ là một cái sự cho anh em để anh em tham khảo thêm nhé. Đây là bên trong bộ điều khiển Li-Si 701 nhé, 701. Cái phiên bản này thì nó không có cái đồng hồ nhá. Anh em có cái phiên bản là 706 thì nó có cái đồng hồ LCD để anh em quan sát luôn các giá trị nắp như này nhá. Ok, và bây giờ mình kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới từ mình nhé.